Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng, vào chiều ngày hôm qua, 20 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên họp Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững. Phát biểu trong phiên họp thứ hai này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng chỉ có thể thành công thông qua cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, đề cao chủ nghĩa đa phương, tự lực, tự cường của mỗi quốc gia và hợp tác quốc tế sâu rộng. Tại phiên họp, nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững, các nhà lãnh đạo G7 và khách mời nhấn mạnh thách thức nghiêm trọng mà nhân loại đang phải đối mặt do tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường, chia sẻ tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác trong ứng phó các thách thức chung. Các nước G7 nhấn mạnh quyết tâm triển khai các sáng kiến mới như quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, quỹ khí hậu xanh, đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu, cộng đồng phát thải dòng bằng không châu Á. Các nước đang phát triển cho rằng cần thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, cung cấp vốn nưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi xanh, trong đó có việc thực hiện cam kết 100 tỷ đô la Mỹ cho tài chính khí hậu của các nước phát triển. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu quan điểm về bảo đảm công bằng, hợp lý, tính tới điều kiện trình độ khác biệt giữa các nước, bảo đảm cân bằng chiến lược giữa chuyển đổi năng lượng sạch và an ninh năng lượng toàn cầu, xây dựng các lộ trình chuyển đổi năng lượng công bằng đa dạng, có tính thực tiễn cao và phù hợp với quy luật thị trường. Thủ tướng đề nghị các nước G7 và các tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển về chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực về thể chế, hạ tầng, nhân lực, phương pháp quản trị, xây dựng hệ sinh thái phát triển năng lượng sạch. Thủ tướng cho rằng việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững. Về Việt Nam, Thủ tướng khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa phát thải dòng về không vào năm 2050, dù Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, đang chuyển đổi, là nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Đánh giá đây là thách thức rất lớn nhưng là con đường Việt Nam lựa chọn, trên cơ sở phát huy nội lực là quyết định cơ bản lâu dài, ngoại lực là quan trọng đột phá. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự sự kiện về sáng kiến đối ngoại cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu. Đây là sáng kiến quan trọng của nhóm G7 trong thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao ở các nước đang phát triển thông qua huy động tài chính công và hợp tác công tư.